Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Tin 24 giờ và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. 4 vạn quân Nga sắp tràn vào Kharkov, bom hạng nặng dồn dập chút. Tổng tư lệnh Ukraine nhận được tin cấp báo. 500 xe tăng, 600 phương tiện chiến đấu, hàng trăm khẩu pháo cùng 40.000 quân Nga đã tập kết gần Kharkov. Nổ liên tiếp ở Kharkov, Nga dồn dập thả bom hạng nặng. Hãng thông tấn RBC ngày 30 tháng 4 đưa tin, một loạt vụ nổ đã được ghi nhận ở Kharkov. Cảnh báo không kích được phát đi kể từ 9 giờ 55 phút sáng cùng ngày giờ địa phương. Trong những ngày qua, chính quyền Ukraine đã nhiều lần cảnh báo về các vụ nổ ở thành phố Kharkov, trung tâm hành chính của tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Lần gần nhất là vào tối ngày 29 tháng 4, có báo động đã vang lên từ 17 giờ 45 phút giờ địa phương. Một loạt vụ nổ được ghi nhận ở quận Kievsky trong thành phố. Thị trưởng Kharkov Igor Telekhov cho biết, các đợt tấn công của Nga đã dẫn tới thiệt hại quy mô lớn đối với hệ thống năng lượng của Kharkov. Từ ngày 24 tháng 4, thành phố Kharkov đã không còn khả năng tự sản xuất điện nữa do toàn bộ trạm biến áp nhà máy điện đã bị phá hủy. Theo kênh tin tức của tập đoàn truyền thông 1+1 Ukraine, dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkov, Oleg Shunehubov cho biết, Nga đang dồn dập tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường. Theo kênh truyền hình Tsarat TV của Nga, đây là loại bom dẫn đường hạng nặng nhằm mục tiêu vào mọi tòa nhà mà lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát ở Kharkov, bên cạnh đó là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong khu vực. 4 vạn quân Nga sắp tràn về Kharkov. Trong ngày 29 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky đã tuyên bố về chiến tích hiếm hoi của quân đội nước này ở Dnieper, đó là giành lại quyền kiểm soát đối với Nechiha, hòn đảo có tầm quan trọng chiến thuật trong khu vực. Tuy nhiên, theo Top War và tờ Sakrat TV, chỉ vài giờ sau tuyên bố vẫn còn gây tranh cãi, ông Sysky đã nhận được hai tin cấp báo. Một là đơn vị bộ binh của Ukraine vừa tham gia thiết lập quyền kiểm soát đối với Nechiha đã bị Nga loại bỏ, và hai là tối hậu thư của phương Tây về một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra nhằm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tờ Financial Times của Anh dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Nga dự kiến sẽ phát động một đợt tấn công lớn ngay trong tháng 5 hoặc tháng 6. Vì vậy, để mở đường cho chiến dịch này, lực lượng Nga đang tích cực tiến hành các cuộc không kích vào Kharkov cũng như khu vực lân cận nhằm làm mềm chiến trường. Tờ Bild của Đức ngày 29 tháng 4 cũng đưa thông tin tương tự. Theo đó, quân đội Ukraine hiện nay đang rất lo ngại rằng 40.000 quân Nga sắp tràn vào thành phố Kharkov. Khi ấy, Kiev sẽ phải quyết định xem cần tập trung phòng thủ ở đâu, phía Bắc hay phía Đông, bởi không thể bảo toàn cả hai. Tháng 2 năm nay, Bộ Chỉ huy miền Đông Ukraine ghi nhận Nga đã đưa 500 xe tăng, 600 phương tiện chiến đấu, hàng trăm khẩu pháo cùng 40.000 quân tới thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkov, dường như sắp mở một mũi tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, các dự đoán về thời điểm tấn công cụ thể tới gần đây mới trở nên rõ ràng hơn. Ngoài Kupiansk, Ukraine tin rằng Nga muốn giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov. Tờ Sakrat TV cho biết, sau 2 năm tham chiến ở Ukraine, quân đội Nga đã nắm bắt được cách sử dụng hiệu quả lực lượng cho các đợt tấn công. Hiện tại, họ đang liên tục thả bom hạng nặng vào Kharkov. Đáng nói, nếu như trong thời gian trước, Nga chỉ nhắm vào các nhà máy chứa máy bay nhỏ, thì nay, mục tiêu của họ là toàn bộ các tòa nhà mà quân đội Ukraine nắm giữ. Các công sự, nhà kho của quân đội Ukraine trên các tuyến đường tiếp cận thành phố đang bị phá hủy, khiến Kiev mất đi sự ổn định trong hàng phòng thủ. Chưa kể những đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine đang dồn lực cho Donetsk. Vì vậy, theo tờ Sakrat TV, khả năng thành công của Nga khi đánh vào Kharkov là rất cao. Tờ Ural News dẫn lời các sĩ quan Ukraine xác nhận, quân đội Nga đang dùng các cuộc không kích chính xác để phá hủy những ngôi nhà mà binh sĩ Ukraine ẩn náu, khiến việc tiến hành các hoạt động trở nên khó khăn hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Kiev khó có thể thay đổi cục diện do thiếu đạn dược và tên lửa. Văn phòng Tổng thống Ukraine ra khuyến cáo. Trong bối cảnh Nga phát động các cuộc tấn công lớn vào trung tâm hành chính ở Kharkov và hệ thống cung cấp điện bị tê liệt hoàn toàn trong khu vực, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã khuyến cáo các doanh nghiệp Ukraine tại Kharkov di rời về phía Tây Ukraine. Kiev quyết định thông qua ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp chuyển tài sản của họ từ Kharkov tới Kiev hoặc các khu vực khác phía Tây Ukraine. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, ông Zelensky đã kêu gọi người dân hủy bỏ kế hoạch quay trở lại Kharkov nếu có. Theo tờ Kiev Independent, khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 1 tháng 3, ông Zelensky đã nói rằng Kharkov không còn đủ an toàn để các cư dân Ukraine quay trở lại thành phố. Tôi không nghĩ Kharkov vào lúc này được bảo vệ an toàn đến mức tôi có thể khuyên mọi người quay trở lại, ông Zelensky nói. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ukraine thừa nhận, lực lượng vũ trang Ukraine rất khó bảo vệ hoàn toàn Kharkov ngay cả khi củng cố khu vực bằng các hệ thống phòng không hiện đại. Chúng ta hiểu rằng cần phải đẩy lùi người Nga ra xa hơn nữa. Nếu không, việc bảo vệ hoàn toàn Kharkov sẽ rất khó khăn, ông Zelensky nhấn mạnh. Tên lửa ATACMS của Ukraine có thể khiến Crimea hết giá trị quân sự. Chuyên gia phương Tây cho rằng tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine có thể khiến bán đảo Crimea trở nên không còn giá trị về mặt quân sự. Tuần trước, New York Times cho biết Mỹ đã âm thầm chuyển cho Ukraine 100 tên lửa ATACMS tầm xa và Kiev đã đưa các tên lửa này vào sử dụng. Mỹ trước đó từng gửi ATACMS với tầm bắn ngắn hơn vào mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, phiên bản tên lửa được gửi tới gần đây có thể bay tới 300 km, đặt các mục tiêu có giá trị cao hơn vào tầm ngắm của Ukraine.
Các mục tiêu này bao gồm Crimea, bán đảo mà Nga sát nhập vào năm 2014 và có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự tại chiến trường Ukraine. Philip Kaper, một nhà phân tích quân sự có chuyên môn về Ukraine cho rằng việc chuyển giao ATACMS là một bước đột phá lớn. Ông cho biết loại vũ khí này về cơ bản có thể khiến Crimea trở nên mất đi giá trị về mặt quân sự. Crimea đã được củng cố mạnh mẽ trong 10 năm qua và bán đảo này có vai trò quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga. Đây là nơi có cảng Sevastopol tiên tiến, trụ sở của hạm đội biển Đen của Nga. Nó cũng đóng vai trò trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp quân sự quan trọng đến miền nam Ukraine, đồng thời là nơi Nga phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu của Kiev. Ukraine trong thời gian qua đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Crimea và họ tuyên bố đã làm suy yếu hạm đội biển Đen của Nga. Họ cũng tấn công vào cảng Sevastopol và cầu Kerch, nối đất liền Nga với khu vực bán đảo. Các cuộc tấn công này đã sử dụng vũ khí như xuồng không người lái, UAV, tên lửa hành trình Storm Shadow, Scalp do Anh và Pháp cung cấp. Tuy nhiên, ATACMS có một ưu thế lớn so với Storm Shadow là nó di chuyển nhanh hơn nhiều. Với trọng lượng hơn 1,6 tấn, dài 4m và đường kính 610mm, ATACMS có thể bay ở tốc độ lên tới 1 km/giây, ở trần bay khoảng 50km. Sử dụng thiết bị dẫn đường sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS, tên lửa này có sai số rất nhỏ dù có thể tấn công mục tiêu ở xa tới 300km. Vào giữa tháng 4, Ukraine tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự Danskoy ở phía bắc Crimea, bao gồm cả bệ phóng phòng không S-400 mà không nêu chi tiết về loại vũ khí được sử dụng. Một quan chức cấp cao của Mỹ sau đó nói với Time rằng ATACMS đã được triển khai. Tháng trước, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ ra ATACMS là vũ khí chính để nhắm mục tiêu vào các sân bay của Nga tại Crimea. Khi Nga biết chúng tôi có thể phá hủy những máy bay phản lực này, họ sẽ không tấn công từ Crimea nữa, ông Zelensky nói với Washington Post. Nó giống như hạm đội trên biển, chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình, bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea, ông tuyên bố. Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Lockheed Martin từ năm 1986, tính đến nay, khoảng 3.700 tên lửa ATACMS đã được sản xuất và đưa vào phục vụ trong biên chế của quân đội Mỹ cùng một số quốc gia đồng minh. Nga tuyên bố có vũ khí hủy diệt UAV bằng trí tuệ nhân tạo. Nga cho biết đã chế tạo và triển khai một thiết bị chống UAV mới sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tổng giám đốc doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất Geron của Nga, Oleg Zhukov, nói với hãng thông tấn nhà nước TASS hôm 30 tháng 4 rằng họ đã phát triển các thiết bị chống máy bay không người lái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI để sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. Hệ thống chống UAV di động mang tên Abzat có khả năng gây nhiễu ở tất cả các giải tần hoạt động. Nó đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Zhukov nói. AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Cả hai bên đang cố gắng sử dụng AI trong nỗ lực đánh chặn máy bay không người lái của đối phương trước khi chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông Zhukov cho biết, nền tảng gây nhiễu di động Abzat thực hiện các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Hệ thống vũ khí này có thể di chuyển theo quỹ đạo và thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử mà không cần sự tham gia của người điều khiển. Ông cho biết thiết bị này đang được trang bị hệ thống gây nhiễu có thể vận hành từ xa. Abzat có thể gây nhiễu toàn bộ giải tần mà các phương tiện không người lái di chuyển hoặc bay, ông nói. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK hôm ngày 22 tháng 4 cho biết, ông Zhukov từng nhắc về hệ thống đánh chặn UAV mang tên Hyoja trước đó. AI của Hyoja có khả năng xác định độc lập xem máy bay không người lái đang hoạt động trên giải tần số của Ukraine hay Nga. Nó chỉ gây nhiễu các tần số mà máy bay không người lái Kiev đang hoạt động. Đây có thể là một nỗ lực nhằm giải quyết những thông tin gần đây rằng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu UAV của chính họ khi Moscow cố gắng ngăn chặn UAV của Ukraine, ISVK bình luận. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!